Trên thị trường hiện nay, việc chế biến và thu mua nguồn răm gỗ, gỗ bào phục vụ cho ngành sản xuất khí đốt, sản xuất ván gỗ ép với nguyên liệu mùn cưa xuất khẩu là rất lớn. Các thương nghiệp, họ thường thu mua các nguồn gỗ bào, răm gỗ với giá cao, tạo nguồn kinh doanh ổn định. Hiểu được điều đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân đã chế tạo và sản xuất thành công dòng máy băm gỗ đa năng có công suất 18-22 kW với mục đích tạo mô hình kinh doanh cho bà con nông dân phát triển kinh tế. Máy có thể băm nhỏ với đa dạng nguyên liệu như thân cây gỗ có đường kính lên tới 12-15 cm, các thanh gỗ lớn nhỏ, ván bóc, gỗ bìa, đốt tre, vầu, nứa và nhiều loại nguyên liệu gỗ cứng khác thành dạng mùn cưa, răm gỗ. Mang tới sự an toàn cho người sử dụng với sự tính toán kỹ lưỡng cẩn thận để nguyên liệu không bị bắn ngược trong quá trình vận hành. Khung máy chắc chắn, được gia công với độ bền cao, hạn chế tiếng ồn và rung lắc mạnh khi máy hoạt động. Thiết kế tiện lợi với một cửa xả và hai phần chỗ nạp hai bên, phần trọng tâm hạ thấp và hướng dốc, tạo độ hút nguyên liệu nhanh chóng, gia tăng về năng suất từ 2.000-3.000 kg/giờ. Máy hoạt động theo nguyên lý, động cơ hoạt động quay chuyển động qua buli dây đai, làm các trục máy quay, các dao băm được cố định trên đĩa đả. Khi cho nguyên liệu vào, các dao băm sẽ băm bát cây gỗ với góc 45 độ, tạo sản phẩm dạng mảnh, được cánh gió đẩy ra ngoài. Đặc biệt, nếu sử dụng nguyên liệu càng khô thì năng suất càng cao, cũng như giúp cho việc hoạt động của máy được nhanh chóng và dễ dàng. Khi sở hữu chiếc máy băm gỗ đa năng này, các chủ sở kinh doanh gỗ sẽ chủ động được về nguồn nguyên liệu, giải tỏa được nỗi lo về việc thu mua răm gỗ. Buồng làm việc bao gồm 3 lưỡi dao to sắc bén cùng 16 búa nghiền và bánh đà. Trên bánh đà gồm 4 dao băm và một mặt sàng 16 ly, chắc khỏe nên đối với các cành cây, thanh gỗ đều được nhanh chóng nghiền nhỏ. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0912342772 hoặc số 0915792332 hoặc số 02433747474 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết, bà con vui lòng truy cập website bìnhquân.com.vn. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi các dòng sản phẩm từ công ty Bình Quân.